Thưa quý vị, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi trong gần 2 tháng rưỡi vừa qua là nhằm huy động trí tuệ tâm huyết của nhân dân vào việc hoàn thiện dự án luật, bảo đảm chất lượng khoa học khả thi, đồng bộ hiệu quả, phản ánh ý chí nguyện vọng vì lợi ích nhân dân, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, quan tâm đến lợi ích của người dân ngay trong từng chính sách. Việc sửa đổi luật cũng nhằm thúc đẩy phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai, ngăn ngừa xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật đất đai, khắc phục tình trạng sử dụng đất đai lãng phí, tham nhũng, đầu cơ đất đai và tạo không gian nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Thế nhưng cho đến nay, các thế lực thù địch phản động vẫn lợi dụng việc làm thiết thực này lấy cớ kích động mâu thuẫn trong nhân dân, giữa nhân dân với đảng, nhà nước nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mời quý vị cùng nhận diện rõ hơn vấn đề này. Cụ thể ở đây, các thế lực thù địch phản động đã cố ý xuyên tạc rằng ở Việt Nam, sở hữu toàn dân về đất đai là thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trên hình thức, còn thực tế đã tước quyền sở hữu của nhân dân. Và rằng nguồn gốc của mọi tranh chấp đất đai là vấn đề sở hữu khi người dân bị tước đoạt quyền sở hữu đất đai. Từ đó các đối tượng mượn cớ góp ý để cổ suý tư tưởng đất đai không thể thuộc sở hữu toàn dân mà phải giao đất đai về cho cá nhân, người dân cần phải đấu tranh đòi quyền sở hữu đất đai. Các thế lực thù địch và một số đối tượng cơ hội chính trị, phản động còn ra sức đào sâu và thổi phồng các vụ việc tiêu cực liên quan đến đất đai, những vi phạm, bất cập, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Họ quy chụp, suy diễn các vụ việc tiêu cực trong lĩnh vực quản lý đất đai liên quan đến sai phạm của một số cán bộ đảng viên để kích động mâu thuẫn trong xã hội. Qua đó bôi nhọ, hạ thấp vai trò của đảng, nhà nước, phủ nhận những thành tựu đạt được trong quản lý đất đai ở nước ta. Xét cả góc độ lý luận và thực tiễn, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam hiện nay thể hiện tính đúng đắn, phù hợp với điều kiện cụ thể của nước ta, cũng như định hướng xã hội chủ nghĩa mà chúng ta lựa chọn. Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai là chế độ sở hữu chung của toàn xã hội. Các cơ quan nhà nước với tư cách là đại diện pháp lý được giao quyền thống nhất quản lý trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia và giao cho người sử dụng đất một số quyền quan trọng, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường. Như vậy, người sử dụng đất có thể phát triển kinh tế, còn nhà nước có thể điều tiết quan hệ đất đai có lợi cho lợi ích quốc gia. Quản lý và sử dụng đất phải đảm bảo lợi ích chung của toàn dân, nhân dân được tạo điều kiện tiếp cận, sử dụng đất công bằng, công khai, hiệu quả và bền vững, khắc phục và hạn chế thấp nhất sự phân hóa giàu nghèo, bất bình đẳng về thu nhập từ đất đai. Vì lẽ đó, khi chế độ sở hữu toàn dân về đất đai được đảm bảo, nhà nước thực hiện vai trò quản lý, duy trì ổn định, phát triển và đảm bảo công bằng xã hội. Cũng phải thấy rõ rằng, những hạn chế thời gian qua trong lĩnh vực đất đai như tham nhũng tiêu cực, hình thành các tranh chấp, điểm nóng không phải do chế độ sở hữu toàn dân về đất đai gây ra. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ sự triển khai chưa đồng bộ, còn kẽ hở trong thực thi luật đất đai và các luật liên quan, nhất là còn tình trạng tham ô, trục lợi của một bộ phận cán bộ đảng viên được giao chức trách, quyền hạn. Muốn giải quyết những vấn đề này thì phải bắt đầu từ việc sửa đổi bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật, trong đó có việc sửa đổi luật đất đai hiện hành mà đảng, nhà nước ta đang tiến hành khẩn trương, cẩn trọng, trên cơ sở lấy ý kiến đóng góp của toàn thể nhân dân.